Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định ngày 28 tháng 1 năm 2021. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hôm nay ngày 28 tháng 1 tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự thảo văn kiện, nghe báo cáo công tác nhân sự và thảo luận về tiêu chuẩn cơ cấu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã điều hành phiên thảo luận về các dự thảo văn kiện đại hội. Tại phiên thảo luận, các đại biểu tham luận, phân tích làm rõ các nội dung về cải cách hành chính, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão khát vọng vươn lên trong thanh niên, phát huy tiềm năng thế mạnh của các địa phương. Sau một ngày dễ thảo luận tại hội trường về các văn kiện đại hội, các đại biểu nhất trí cao với nội dung của các văn kiện, khẳng định các văn kiện được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, dân chủ, khoa học, kết tinh trí tuệ, tâm huyết, thể hiện được ý đảng, lòng dân, hào khí dân tộc, ý chí, sức sáng tạo, cũng như khát vọng mạnh mẽ phát triển đất nước. Từ thực tiễn của các địa phương, đơn vị, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp đẩy mạnh, đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, cũng như tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng. Sáu trọng tâm trong các nhiệm vụ giải pháp trong các văn kiện trình Đại hội 13 đề ra là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hoàn thiện và đồng bộ thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đầy đủ hiện đại hội nhập, khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập tự chủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, kiên quyết, kiên trì và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời, giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai tài nguyên, tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường, chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, thưa các bạn, khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật là điểm tựa cho những năm tiếp theo, mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn thử thách, tận dụng thời cơ, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Giai đoạn 2015-2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Nam Định tăng bình quân 2,7% một năm. Các địa phương trong tỉnh đã duy trì truyền thống thâm canh lúa. Năng suất lúa luôn ổn định ở mức cao hơn so với các tỉnh phía Bắc. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 đạt 172 triệu đồng 1 hectare, tăng 43 triệu đồng 1 hectare so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng. Năm 2019, tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Về đích trước 1,5 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định, đồng thời cũng là động lực mạnh mẽ để tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 12 thì Đảng đã dành sự quan tâm. Tôi cho là có rất nhiều quyết sách, trong đó đặc biệt là dành sự quan tâm rất lớn đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là triển khai sâu rộng một chương trình xây dựng thôn mới. Đây là một cái chương trình có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là tác động đến toàn thể, toàn diện cái bộ mặt kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là những người dân nông thôn. Và thông qua triển khai chương trình thôn mới thì đã góp phần là thay đổi được cái diện mạo của nông thôn, đồng thời là từng bước có thể là rất lớn về cái phát triển kinh tế ở vùng nông thôn, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế và có thu nhập ổn định. Bộ mặt nông thôn, diện mạo nông thôn, đặc biệt là nông thôn Nam Định có rất nhiều thay đổi. Đối với Đại hội 13 là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của cả nước, đặc biệt là đối với người Nam Định thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng
đây là một cái đại hội sẽ có nhiều quyết sách hết sức quan trọng cho cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là thông qua đại hội này thì đại hội sẽ quyết sách những vấn đề lớn quan trọng và dành hơn nữa cái sự ưu tiên cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi. Trước tình hình đó, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đảng đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Tình trạng tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và có thiên giảm. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng đảng với chỉnh đốn đảng, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp, tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân. Cuối nhiệm kỳ 12, trước những diễn biến mới phức tạp của các làn sóng đại dịch COVID-19 trên thế giới, ngành y tế, lực lượng vũ trang và các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước đã thực hiện kịp thời và hiệu quả những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp của Đảng và Chính phủ, thể hiện sự nhạy bén, bản lĩnh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trước mọi khó khăn, thách thức mới của thời đại. Nhiệm kỳ thứ 13 của Đảng thì chúng tôi kỳ vọng vào cái sự đổi mới, đặc biệt là với nhân sự Đại hội Đảng của nhiệm kỳ lần thứ 13. Chúng tôi rất kỳ vọng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thì phấn đấu đưa đất nước Việt Nam chúng ta ngang với phát triển cùng với toàn thế giới. Có thể nói là về cái công tác phòng chống tham nhũng thì có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả nhân dân Việt Nam đều đã cảm nhận được một cái ngọn đuốc đã được thắp lên để chống và phòng tham nhũng. Đã có một thời gian mà lòng tin của một số quần chúng nhân dân và một số đảng viên đã bị lung lay, nhưng sau khi được chứng kiến cái đại hội lần thứ 12 và với sự quyết tâm của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng thì lòng tin ấy bây giờ đang là một cái lòng tin mãnh liệt đối với toàn thể nhân dân Việt Nam đối với đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 12, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các lực lượng vũ trang, sự lao động cần cù, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân ta, sự đồng tình ủng hộ của bạn bè, cộng đồng quốc tế. Thế và lực của đất nước được tăng cường, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định phát triển của thế giới và khu vực. Uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Lâm và Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Phấn đấu năm 2021 có 100% tập thể và cá nhân đăng ký thi đua, cơ quan đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% các phòng đơn vị công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 100% cán bộ công chức trong cơ quan là lao động tiên tiến. Đó là một số chỉ tiêu trong năm 2021 được Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với 78 cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động, năm 2020, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở ngành xây dựng chương trình công tác trọng tâm và thường kỳ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, trực tiếp giúp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết công việc kịp thời, có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai thời tiết bất thường. Đã tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành gần 10.000 văn bản các loại, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối, đúng thể thức, nội dung, thẩm quyền theo quy định. Tiếp nhận tham mưu xử lý giải quyết kịp thời đúng quy định trên 23.000 văn bản đến, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 35 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, tổ chức hoạt động có hiệu quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh,
công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát hành văn bản có ký số, xây dựng chính quyền điện tử đã có chuyển biến tích cực. Năm 2021, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, triển khai có hiệu quả hoạt động kiểm tra định kỳ đột xuất, nâng cao công tác tham mưu tổ hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm đúng quy định tài chính tài sản của cơ quan, thực hiện tốt nội quy quy chế làm việc, coi trọng công tác thi đua khen thưởng. Tại hội nghị, có hai cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hai cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ và hai tập thể, 9 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân dịp đón Tết cổ truyền Tân Sửu, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Lâm và Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc cán bộ chiến sĩ các đơn vị đón Tết vui tươi, lành mạnh, đoàn kết thống nhất, làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng quân dân trong tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý các đơn vị tiếp tục nỗ lực cố gắng triển khai có hiệu quả các mặt công tác trước mắt và lâu dài. Trong đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ, đảm bảo địa bàn tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết. Phối hợp hiệu quả với các lực lượng phòng chống dịch COVID-19, nêu cao tinh thần cảnh giác, kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào cửa sông, bến bãi, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những người nhập cảnh trái phép bằng đường biển, quan tâm chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội ăn Tết, nhất là các đồng chí trực Tết tại đơn vị, phối hợp tổ chức chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Trong bối cảnh chịu tác động bởi đại dịch COVID-19, phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp huyện Ý Yên vẫn có bước phát triển đáng ghi nhận. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp năm 2020 tăng 8,9% so với năm 2019. Năm 2020, giá trị thu nhập trên 1 hectare canh tác của huyện Xuân Trường ước đạt 103 triệu đồng. Trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch COVID-19, phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Ý Yên vẫn có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt gần 10.500 tỷ đồng, tăng 8,9%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 13%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 2,8%. Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 8,5% so với năm 2019. Năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Nhân dân huyện đề ra là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Tập trung khai thác, quản lý và phát triển nguồn thu ngân sách trên cơ sở đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, đồng thời huy động nguồn lực tại địa phương để đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 15%, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 13%. Giá trị xuất khẩu đạt 35 triệu đô la Mỹ, thu ngân sách địa bàn đạt 332 tỷ đồng trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 giảm 0,7%. Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng của huyện Xuân Trường đạt trên 12.278 ha, năng suất lúa cả năm ước đạt gần 125 tạ trên 1 ha, vượt kế hoạch đề ra. Giá trị thu nhập canh tác ước đạt 103 triệu đồng một hecta, bằng 100% kế hoạch. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Xuân Trường đã chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch xây dựng vùng đã được phê duyệt. Khuyến khích xây dựng các mô hình mới liên kết sản xuất theo hướng cánh đồng lớn, an toàn vệ sinh thực phẩm, hữu cơ, mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, củng cố hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các hợp tác xã. Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, huyện phát huy vai trò chính quyền các cấp là trung gian kết nối trong thuê mượn, tích tụ tập trung ruộng đất, tạo quỹ đất nông nghiệp đủ lớn để doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 59 cánh đồng lớn với diện tích 2.493 ha, chuyển đổi được 9 ha vùng đất thấp trũng, thường xuyên bị ngập úng sang mô hình trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản tại các xã Xuân Vinh, Xuân Hòa, chuyển đổi 11 ha vùng vàn cao tại các địa phương có kinh nghiệm sản xuất vụ đông sang trồng rau màu các loại ở các xã Xuân Ninh, Xuân Phương, Xuân Vinh, chuyển đổi 30 ha đất kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại các xã Thọ Nghiệp, Xuân Trung, Xuân Kiên, Xuân Vinh, Xuân Phương, Xuân Ninh. Sở Nội vụ tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Hiệu quả sau hơn 5 năm triển khai đề án ngoại ngữ 2020, đề án thí điểm dạy tiếng Anh với người nước ngoài. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh thăm chúc Tết cơ sở 2, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 360 suất quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2030, rà soát tham mưu sắp xếp kiện toàn bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo tinh thần nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tham mưu tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do Sở Nội vụ tổ chức. Năm 2020, Sở và ngành Nội vụ đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và cấp ủy chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần quyết định số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các sở, ban ngành địa phương theo hướng nhỏ gọn, hiệu lực hiệu quả theo nghị quyết số 107-108 của Chính phủ. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Đến nay đã hoàn thành chấm điểm cấp xã và đang triển khai chấm điểm cho các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Hoàn thành tham mưu sáp nhập xã Nghĩa Phúc vào xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, xã Hải Toàn vào xã Hải An, huyện Hải Hậu, xã Yên Xá vào thị trấn Lâm, huyện Ý Yên. Triển khai một số nội dung mới trong quản lý công vụ cán bộ công chức viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công tác thi đua khen thưởng, công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức viên chức thực thi nhiệm vụ công vụ, chú trọng công tác thanh tra kiểm tra, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, văn thư lưu trữ, góp phần nâng cao chất lượng quản lý điều hành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở và ngành nội vụ. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm trước đây dù vẫn tự hào là địa phương dẫn đầu toàn quốc về phong trào và chất lượng giáo dục, song ngoại ngữ là một trong những môn Nam Định bị đuối hơn so với các tỉnh, thành phố lớn khác. Nhận thức rõ vấn đề này, ngành giáo dục và đào tạo Nam Định đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành đề án ngoại ngữ 2020, đề án thí điểm dạy tiếng Anh với người nước ngoài. Sau hơn 5 năm triển khai, đến nay bộ môn ngoại ngữ đã có những bước tiến vượt bậc về chất lượng, nhất là kỹ năng nghe nói, góp phần vào thành tích chung của giáo dục Nam Định. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh triển khai chương trình tiếng Anh hệ 10 năm. 100% trường tiểu học trong tỉnh triển khai dạy tiếng Anh cho học sinh khối 3-4 năm. Việc phát triển phong trào xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ được các trường vận dụng linh hoạt với nhiều hình thức thiết thực hiệu quả. Nhiều trường đã thành lập câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức các ngày hội ngoại ngữ. Sở Giáo dục tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh hàng năm, thu hút đông đảo học sinh tham gia và khuyến khích phong trào học ngoại ngữ trong các nhà trường. Thì em thấy là trong những năm gần đây thì nhà trường đã tạo điều kiện hơn tất cả những năm trước. Em cũng học bằng khá nhiều hình thức và nhưng mà hình thức em dùng chủ yếu nhất đó là học qua mạng và theo hình và cả việc là học các làm các bài online ở trên online và việc là xem các truyền hình bằng xem các phim bằng tiếng Anh để có thể trau dồi cuốn từ ngữ của mình và cũng như là học cái cách mà họ nói phát âm như thế nào. Các cô giáo trong nhà trường thì có vai trò là hướng dẫn em những cái cách để mà làm các cái bài để em có thể đạt những điểm cao
trong các cuộc thi cũng như là các bài tiếng Anh. Ví dụ như là ở trường em thì của lớp em thì có cô giáo hay cho làm đề, có các đề đại học để cho bọn em có thể trau dồi vốn từ, cũng như là hướng dẫn cho bọn em các cách để mà làm các cái dạng khác nhau như là làm đọc như thế nào để làm để nhanh hơn, để tiết kiệm thời gian và vẫn chính xác. Thực hiện các đề án ngoại ngữ, đội ngũ giáo viên tiếng Anh cũng có cơ hội được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ. Hầu hết giáo viên tiếng Anh trong tỉnh đã được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy với Hội đồng Anh, được bồi dưỡng về nâng cao năng lực, nghiệp vụ sư phạm, năng lực ngoại ngữ. Từ cái đề án ngoại ngữ này, bản thân giáo viên chúng tôi cũng đã phải tự trau dồi cái trình độ của mình để có thể bắt kịp được với cái sự thay đổi và cải cách của sách giáo khoa cũng như là của chương trình. Chúng tôi cũng hàng năm nó cũng được có những cái lớp tập huấn đầu năm rồi là theo định kỳ. Đấy, chúng tôi tập huấn về thay sách, tập huấn về phương pháp giảng dạy, rồi có những cái khóa học với Hội đồng Anh. Năm nào chúng tôi cũng hầu như là giáo viên tiếng Anh của chúng tôi là đã hết lượt được đi tập huấn các lớp mà tỉnh tổ chức rất là nhiều. Từ đó thì trình độ giáo viên của tiếng Anh cũng như là phương pháp giảng dạy tôi nghĩ là được cải thiện tương đối. Và tôi đánh giá là cái chất lượng tiếng Anh kể cả là của trung học cơ sở cũng như trung học phổ thông trong cái kỳ thi, kể cả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông đấy, tôi thấy là cũng có sự tiến bộ vượt bậc. Hiện nay toàn tỉnh có 77 trường phổ thông triển khai đề án thí điểm dạy tiếng Anh với người nước ngoài và có khoảng gần 31.500 học sinh tham gia. Kết quả tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia những năm gần đây, môn ngoại ngữ của Nam Định đã vượt lên xếp thứ 5, thứ 6 toàn quốc. Học kỳ 2 năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án ngoại ngữ giai đoạn 2019-2025, triển khai chương trình tiếng Anh hệ 10 năm và tiếp tục bồi dưỡng giáo viên, duy trì ổn định và phát huy hiệu quả việc dạy tiếng Anh với người nước ngoài, đồng thời phối hợp với các tổ chức quốc tế đánh giá năng lực ngoại ngữ học sinh theo chuẩn quốc tế. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đi thăm chúc Tết cán bộ, giáo viên và học sinh tại cơ sở 2, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Cơ sở 2, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, tiền thân là Trường dạy nghề trẻ em khuyết tật tỉnh, đóng trên địa bàn thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, thành phố Nam Định, được sát nhập với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, đóng trên địa bàn xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Hiện nay, tại cơ sở 2 của trung tâm đang tổ chức dạy nghề cho 85 em khuyết tật, chủ yếu là câm điếc bẩm sinh, giúp các em có điều kiện vươn lên hòa nhập cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội đối với trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mỗi khi Tết đến xuân về. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Vận động Quỹ vì người nghèo của tỉnh còn đi thăm và tặng quà tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng trẻ em tàn tật Dục Anh, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường. Thăm 60 bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Nhi tỉnh trong những ngày Tết. Thăm và tặng quà 450 hộ nghèo trong tỉnh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 360 suất quà với tổng trị giá 180 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. 10 năm qua, từ nguồn quỹ an sinh xã hội do cán bộ nhân viên tự nguyện đóng góp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định đã đồng hành với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc hỗ trợ kinh phí, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây nhà tình nghĩa, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này không chỉ mang đến một cái Tết ấm áp đủ đầy, góp phần thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mà còn khơi dậy và phát huy truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân của dân tộc, là nguồn động lực giúp các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.